À, chú bắt đầu xách máy cưa đi chổng nha các bạn. Chổng bà ngang nè, À, bà chú nghe bắt nó ngon đầu nè không? cưa cái mít này nè các bạn. Sao bây Cái mít giờ? này cháy rất nhiều trái nha các bạn. Lại Đó, lại đi. cháy không đó các bạn ơi. Rồi nó ngon lắm. Trời. Đó, cái mít cháy lên tuốt chảnh luôn nha các bạn. Đèn cháy nè các bạn ơi. Đó, cháy gà nhánh luôn nha các bạn. Ở đây ngoài nhánh này cũng có cháy luôn nha các bạn. Đó, cháy mít đó. Chú bắt đầu cuộn cái máy cưa. Giờ chú cuộn máy cưa để leo lên cây cưa mé nhánh trước nha các bạn. Chú leo lên nữa các bạn ơi. Em mít rất là nhiều trái luôn nha các bạn. Chú kéo cái máy cưa lên nữa các bạn ơi. Ủa, gấp một cái các bạn. Cháy gió chút. Cái mít quá cháy luôn nha các bạn. Giờ chú di chuyển lên trên đây cắt tiếp nha. Leo lên trên đó các bạn. Mít này mít cháy lớn chứ không phải mít trứng nữ nha các bạn. Nhánh đó cháy kìa. Ủa, cháy nhóc chân nha các bạn. À, chú bắt đầu cưa nhánh tiếp theo nha các bạn. Ủa, rớt nha các bạn. À, cắt nhánh bự luôn nha các bạn ơi. Nhánh đó nhiều trái luôn đó các bạn. Trụ nha các bạn. Ở bên đó có cây xoài với cây mít nhỏ nữa các bạn. Ủa, rớt nha các bạn. Chạy quá chạy luôn các bạn ơi. Rồi còn cái đọt mít nha các bạn. Trên đọt đó là còn rất nhiều nha các bạn. Trên đọt đó từ 30-40 trái nữa nha. Để mình gum gần lại các bạn thấy cháy trái không ạ. Đó tuốt trên nó nghe các bạn. Chú bắt đầu đứng đó cưa nghe các bạn. Ủa, rớt một đùm trái luôn nghe các bạn. Đầu cho cái đọt ngã nè bạn ơi. Ngã đó bạn ơi. Chiều đó bạn, ngã đó bạn. Ồ, ngã nè bạn. Rớt xuống như này nè bạn. Mít thì một đống trái luôn nha. Chưa một khúc cho rớt xuống nha bạn. Chuẩn bị rớt đó, ngã đó bạn ơi. Rớt nguyên một khúc to luôn các bạn. Cắt cái trò rớt khúc nữa nghe các bạn. Đó xô luôn nghe các bạn. Xíu dính cái giò rồi. À, chú tụt xuống đứng nhánh dưới để cưa tiếp cái nhánh đó nghe các bạn. Giờ chú cuộn cái máy cưa, thả máy cưa xuống rồi xuống dưới cưa gốc cái gì đó các bạn ơi. Thả máy cưa xuống rồi xuống dưới cưa gốc nha các bạn.
À, cây mít còn trái đó các bạn. Trái nó rớt dưới này nè các bạn ơi. Chú thả máy cưa xuống nè các bạn. Nè cái nhánh này mít trái nhóc chân luôn nè các bạn ơi. Trái non trái mít này rất thơm nha các bạn. Chú đầu leo xuống hạ gốc nha các bạn. Đó, chú đã xuống tới gốc cây nè. Chú bắt đầu dọn dẹp để cưa gốc nha các bạn. Cái trái mít to nó rớt cái nằm đó kìa các bạn ơi. Còn là mít sống không à. À, chú bắt đầu cầm búa đẻo gốc mít nha các bạn, đẻo cái gốc đừng cho dính cát đất chứ ấy đâu bạn, mau lục lưới cưa nha. Đó, chú đẻo vô cái gốc mít lấy sát gốc luôn nha các bạn.
Video mình đến đây xin tạm dừng nha, hẹn bạn video tiếp theo nha các bạn. Bạn nhớ đăng ký nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha.